Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Vâng, JK Audio hôm nay lại có một cái sự chia sẻ nữa đến quý vị và anh em. Vâng, một bộ cấu hình rất là hot hiện nay, bao gồm những sản phẩm đó là một cái đẩy liền vang Qwood KM 1200 mã và một loa cây Kenwood, đôi loa cây Kenwood bass 25, đặc biệt là sở hữu từ hai bass kép. Và đặc biệt đây là đôi loa cây thương hiệu Kenwood mà đặc biệt sở hữu 5 đường tiếng, bao gồm hai bass 25 ở phía dưới đấy ạ. Vâng, và một cái loa chung 12 và đặc biệt là thêm hai siêu chép nữa để cho các giải bass chung két lên rất là tơi, tách bạch, sáng, đặc biệt là hát karaoke cũng rất là tốt. Vâng, cái điều quan trọng là những cái bản của đôi loa cây Kenwood là bản thương mại của Trung Quốc đã được nhà thiết kế và sản xuất đã tích hợp thêm chế độ hát karaoke để phù hợp với người dân của Việt Nam. Vâng, vì người dân Việt Nam chúng ta thiên về hát nhiều hơn là nghe nhạc thì Kenwood đã đưa ra một cái giải pháp đó là đôi loa cây Kenwood vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, cực kỳ tuyệt vời, tái tạo âm thanh rất tốt, tái tạo âm thanh nhờ một cái đẩy liền vang Qwood KM 1200 mã. Vâng, đây là dòng đẩy liền vang công suất rất lớn, có thể kéo được hai đôi loa cây bass 25 Kenwood đây ạ. Vâng, các bác này có điều kiện các bác có thể mua thêm một đôi loa nữa. Còn đây là em phối ghép thêm, em phối ghép với một đôi loa mà đã đủ các giải bass chung chép thì cực kỳ sâu. Chung thì nó bên em sẽ test một đoạn nhạc karaoke. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi. Là một cái siêu chép rất là mịn sáng. Thì đặc biệt ở cái đẩy liền vang này là có một. Vâng, đặc biệt ở cái đẩy liền vang này là được tích hợp chế độ tự động dò tín hiệu, tự động dò tín hiệu và kết nối Bluetooth, đọc thủ thẻ nhớ và USB. Đặc biệt nữa là về chế độ hát và cái echo của cái đẩy liền vang Qwood KM 1200 mã rất là ngọt. Vâng, thì đó là hai bộ sản phẩm. Khi mà các bác sở hữu hai bộ sản phẩm này thì bên em sẽ tặng cho các bác một cái mic có dây Supu, một cái mic có dây Supu. Rồi bên em sẽ tặng kèm với cái bộ cấu hình ngày hôm nay bên em chia sẻ đến các bác. Độ chiều cao của đôi loa cây Kenwood này là 1m15 phân, rất dễ trưng bày phối ghép và đặc biệt là không kén âm ly. Khi các bác cũng sở hữu một đôi loa cũng được, với những âm ly 203 hay là 506 của Trung Quốc đều kết nối tốt, vì thế các cái âm ly chuẩn thì kéo càng tốt ạ. Rồi các bác nghe chất âm cực kỳ là sạch, chi tiết, bass sâu, chép tơi. Rồi hiện tại đôi loa cây Kenwood này đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay vì cái hình thức đẹp, giá thành hợp lý và đặc biệt là tích hợp cả karaoke, rất là tiện lợi cho chúng ta khi mà không phải mua những đôi loa nghe nhạc riêng hay là những đôi loa hát karaoke riêng, nó được tích hợp 2-1 luôn ạ. Rồi chúng ta cùng trải nghiệm một đoạn nhạc nhé. Vâng, các bác nghe rất là hay vì em đã để một thời gian cũng khá là dài, chúng ta sẽ cảm nhận được cái bộ karaoke này chất âm cực kỳ ngọt, sáng, chi tiết. Vâng, và sở hữu cũng rất là dễ dàng, thì sau đây em sẽ nói giá từng sản phẩm một ạ. Vâng, đầu tiên đôi loa cây Kenwood ở bên em bán giá 5,5 triệu. Đây là cây Kenwood, đây là bên em bán giá 5,5 triệu, đây là hàng sản xuất tại Trung Quốc. Và thêm một cái đẩy liền vang Qwood KM 1200 mã thì có giá 4,8 triệu. Còn tổng bộ sản phẩm này là có giá 10,3 triệu đồng. 10,3 triệu đồng là bên em đã sẽ tặng cho các bác một cái mic có dây là để chúng ta có thể làm chủ được bộ dàn này, có thể vừa nghe nhạc vừa hát rồi ạ. Và sau đây em sẽ đưa quý vị và các bạn đến trải nghiệm hát một đoạn nhạc karaoke để chúng ta nghe
cẩn thận chi tiết thêm một lần nữa nhé. Em hát luôn với cái mic solo cô mà em tặng với các bác nhé, để nghe cơ thực tế á. Say giấc mộng ban đầu, giọng dài yêu người của mỗi đôi môi em đang đổ chán tròn. Từng ngày quá phố áo em trắng cả đêm, lá thư ước mộng ấm tròn. Để rồi lỡ mối duyên ơi xa chẳng đã yêu. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ rộn non, có ai nắm cả mọi lòng. Đừng nhìn em bước lên trời, hai mươi năm buộc mộng giờ gian nắng sâu bóng nàng lắng trong chiếc cung đàn. Em giờ đâu hoàn vui duyên mới, hai mươi năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi say hoài sầu vơi, tình duyên lá tiên uống lên linh hành. Ôm giấc mộng lỡ làng, những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng than. Từng thu thấy lá lá bay chất chất lặng lặng người, nhớ người đã xót ly này. Vâng, với chính cái mic mà bên em vừa test một đoạn nhạc karaoke thì các bác thấy rất hay, rất ngọt, rất dễ hát. Và đặc biệt là được xử lý bởi cái đẩy lên vang, chất âm metro rất là ngọt ngào. Và đôi là cây Kangoo 2365 kia trình diễn cũng rất là tốt các bác nhé. Và các bác có thể tham khảo tại kênh của Zika Audio. Và các bác cũng có thể vào kênh Zika Audio xem những sản phẩm phù hợp. Còn thì bộ này là 10.300.000 đồng, bên em sẽ bao ship cho các bác nhé. Còn thì tầm đấy thời gian chúng ta có thể cảm nhận được phần nào cái bộ dàn thực sự là giá tốt và chất âm hay như thế này. Và sau đây em xin phép được dừng video. Vâng, sau cùng em thay mặt công ty chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công ạ. Tôi xin chào và hẹn gặp lại.